Và mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp tục để chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Minh Trọng, nay em 30 tuổi. Hiện công tác tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An. Thế còn em? Dạ, em xin chào hai anh chị, em chào thính khán giả. Em tên là Nguyễn Ngọc Tiên, năm nay em 24 tuổi, em là nhân viên văn phòng và em cũng đang ở Long An. Hai bạn từ Long An lên đây đúng không? Dạ đúng ạ. Ôi. Hai em kể cho chương trình biết là hai em quen nhau như thế nào? 5 năm trước á, là hai đứa em đã biết nhau rồi, là em còn học phổ thông. Ảnh thì đi đánh banh chung ở trong trường á, thì em biết ảnh, mà tại thời điểm đó đó là ảnh đang cua bạn học của em. Em cực kỳ là em ghét anh này lắm, nhìn ảnh đểu mà ảnh giả dối lắm kìa. Xong cái ngày hôm đó là ngày mùng 1 Tết năm 2016. Chiều hôm đó em đi chùa về, em gặp lại chồng em. Cái em mới nói, ủa sao nhìn anh này quen quen ta? Cái em mới hỏi là, anh ơi, phải này là anh Trọng đúng không? Cái nói, đúng rồi. Cái nói, chà, bữa nay nhìn cũng vảnh đẹp trai dữ. Cái hai đứa chào hỏi, cái vô bàn ngồi, cái nhậu chung. Em thì em thấy ông này là em ghét rồi. Em cứ mời tới, uống hoài, uống hoài. Ổng kiểu như ổng lân lân rồi đó, cái bắt đầu ổng thả thính em. Thả thính thì sao? Ổng hỏi, em dạo này sao, khỏe không, sao lâu rồi, không thấy hình, úp hình Facebook. Cái không lẽ vậy em nói em chẳng Facebook anh rồi. Anh đã ghét quá không muốn gặp mà. Xong cái em mới nói là thôi bây giờ cũng trễ rồi, em về em phụ mẹ em bán quán tại nhà mẹ em kinh doanh quán nhậu. Cái em mới nói tối nay mà mấy anh rảnh thì thôi qua quán em tiếp lại nữa. Cái ảnh nói là ừ vậy thôi cũng được. Cái là đi tăng 2 đúng không? Tăng 3 rồi anh. Tăng 2 là đi karaoke rồi. Xong rồi là tăng 3. Xong cái ảnh đi qua, cái em cũng chào và đi đáng bạn chắc cũng 10 người. Ông chả thì ông chả là cũng chuẩn bị chắc xỉn rồi đó, mà ham hố ngồi kế ngay cái két bia đó anh. Cái mấy ổng nói là mấy đứa bay nha, đứa nào mà uống với tao á là đưa qua tình yêu tao uống hết. Là ý ổng nói em á. Tự nhận luôn. Tối hôm đó về xin số điện thoại, nhắn tin hỏi thăm qua lại này nọ, rất là rủ tiếp là ngày mai đi chơi nữa. Nhậu nữa đó phải không? Dạ đi nhậu nữa đó anh. Ổng thả thính mình á thì mình đẩy lại luôn. Cứ như là quen, lúc đó là quen rồi chia tay cho bỏ ghét á. Đúng là quen rồi đá đúng không? Đúng không? Còn em sao nè? Em chia sẻ chút xíu về cái nhan sắc của ấy đi. Tại lúc về nhà bạn em chơi thấy gặp lại, cũng lâu rồi nhìn lại thấy thấy cũng được. Tại em mới với em thích cũng điện nước đầy đủ. Nhưng mà em là thành thật đúng không? Em là em em là khoái thiệt, thiệt. Không em cũng quen chơi vậy đó. Cũng tính quen chơi rồi bỏ cho bỏ ghét á trời. Hai đứa này nó chơi qua đường không vậy? Rồi hai đứa yêu nhau được mấy năm? Dạ. Chắc không tới năm. Không tới năm. Tức là đầu năm quen, cuối năm tụi em đám cưới. Nhưng mà anh hỏi nè, lúc mà đã quen rồi sao em không đá anh đi? Cũng nhiều lần muốn đá lắm mà đá không được anh. Mà chia tay bao nhiêu lần trong thời gian quen nhau? Cũng vài lần. Nhiều lắm chứ. Lúc mà quen nhau á, cái sếp mới nói là thôi em đi công tác ở Đức Hòa khoảng chừng một tuần thôi để thế dùm cho cái chị kia. Cái em nói dạ ok anh, đi thì đi. Tuần sau là bắt đầu đi đó, cái ảnh mới gửi cái mail là em nói thôi bây giờ ở dưới Đức Hòa đang cần nhân sự, em về dưới em làm thời gian dùm anh đi. Cái em cũng báo với ảnh, ảnh cũng dùng nhằn á, đi làm sao rồi về làm sao này nọ. Cái em nói là em cũng không biết nữa. Cái ổng nói thôi anh không chịu đâu, bây giờ một á là anh, hai là sự nghiệp, em chọn đi. Trời ơi sao? Xong, em kiểu cũng mê trai. Cái em mới nói thôi nếu bây giờ mà ai mà nuôi em được thì em nghỉ làm. Cái ổng nói ừ nghỉ đi, về tôi nuôi. Cái nói ừ vậy thôi vậy nghỉ, cái xin phép nghỉ luôn. Vậy đó hả? Rồi em có bắt nó nuôi không? Dạ có chứ chị. Rồi trong cái thời gian ở chung với nhau vậy á, có lòi ra thói hư tật xấu gì không? Dạ có. Kể đi, kể đi. Ai lòi? Dạ chắc hai đứa đều có hết. Dạ. Bây giờ mình ở là có phun tật xấu ra đi. Đó. Anh ấy tật xấu gì lòi ra? Cho anh kể trước luôn á. Của vợ em thì lúc mới quen thì em thấy vợ em cũng hiền, thấy cũng nói chuyện với bạn bè em thấy cũng dễ thương. Xong cái ở thời gian về cưới về thấy sao? Ủa sao? Thấy hơi không dữ ạ. À. Bạo dữ nữa. Hơi nóng tính nữa. Tật xấu là nóng tính nè. Dạ. Cái gì nữa? Mà hầu như vợ em thì em thấy là chỉ có cái nóng tính là hơi xấu thôi à. Chứ còn tất cả là hơi xấu thôi đó. Vậy á? Hơi xấu. Là nấu ăn đồ ngon không? Dạ ngon, rất ngon. Làm mồi nhậu rất ngon. Tại vì nhà người ta bán quán nhậu. Nhậu mà. Rồi giờ tới em đó Nhi. Dạ tật xấu của ảnh nhiều lắm. Đi nhậu thì đi hả 2-3 tăng mới chịu về, đi một tăng là không chịu về. Mà khi mà ảnh xỉn về á, cái ảnh kiểu gia trưởng lắm mà ảnh nóng tính lắm. Y chang như cái kiểu là cái câu đó ngày thường mình nói là bình thường. Nhưng mà đối với ảnh khi xỉn về là câu rất là nặng nề đối với ảnh. Lỡ đâu là ảnh phật lên em liền.
mà em càng nóng tính cái gây qua gây lại gây tới gây lui cái là đập bể mấy cái điện thoại rồi đó. Vậy hả? Nó nghe là bộ chồng em nhậu dữ lắm hả? Dạ tại vì tính chất công việc của chồng em là nói chung là nhậu nhiều đúng không? Dạ nhậu nhiều. Nhậu nhiều rồi sao làm ăn? Chị anh đừng nhắc tới chị mắc cười nữa rồi đó. Mắc cười nữa hả? Sao vụ gì vụ gì vụ gì? Ổng á nha, ổng mà đi nhậu về ổng xỉn rồi, ổng đã biết ổng xỉn rồi mệt thì đi ngủ đi. Ừ. Không đâu. Em ơi, thôi mình làm hiệp nha. Thôi thì cũng chiều ổng luôn. Đang lâm trận cái tự nhiên ủa sao ông này sao ông im re vậy ta? Cái em mới hỏi ủa anh ơi, anh nghỉ mệt hả? Không trả lời. Ủa anh ơi có sao không, quay qua là thấy ngủ ngáy khò khò. Trời ơi. Mọi người. Em làm anh Thuận té rồi đó nha. Ngủ mà ngáy trên mình em á mà còn ngáy vậy. Ngủ trong lúc lâm trận luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Xịn quá rồi. Em ơi cái chuyện nó có thường xuyên không em? Dạ thường xuyên. Thường xuyên rồi hả? Sự cố ngoài ý muốn hả? Mà sự cố này diễn ra thường xuyên. Đó còn gì nữa không? Mà ảnh còn một cái nữa là ảnh không có lãng mạn được như người ta đó. Kỷ niệm ngày cưới hai đứa. Trước mấy bữa đó em nói ai, tới bữa đó không biết có ai làm gì cho mình người ta. Là ý là nhắc khéo rồi đó. Cũng thấy không nói năng gì hết trơn á. Cái chiều bữa đó rủ đi ăn. Mà ra ăn xong rồi đi về không nói gì hết. Cái em nói ủa anh không có gì nói với em hết trơn á hả? Cái này thôi có gì đâu, thôi tắt đèn đi. Cho một cái là đền bù rồi đó. Xong cái qua hôm sau cái em cũng không nghe anh nói gì hết. Cái em nói em buồn, cái anh hỏi sao buồn, cái em nói ít nhất ra không có hoa, không có gì, anh cũng phải nói với em, kỷ niệm sao, anh cũng phải cảm ơn em vì em đã sanh cho anh một đứa con rất là đẹp mà. Anh nói, trời ơi thôi đi, hai vợ chồng mình có ở đâu nói. Trời ơi, em buồn dễ sợ. Ngại đó, kiểu ngại, không có dám, đã. Không có muốn nói lời qua mì. Sao? Tính em... Cứ muốn là tự hiểu đúng không? À, không có sến, không sến được. Mong muốn thay đổi của em lớn nhất đó chính là điều gì nhỉ? Chồng em thay đổi điều gì? Chồng em thì nói chung là ảnh đã quá tuyệt vời rồi. Nếu như mà ảnh thay đổi cái tính nết mà khi đi nhậu về mà ảnh nóng tính á thì ảnh càng tuyệt vời hơn nữa. Ngoài ra em cũng không muốn chồng em thay đổi gì hết. Ảnh rất là tốt đối với em và cả con nữa. Rồi tới em đó. Em thì cũng hai chồng cũng có cái nóng tính. Nên em chỉ muốn vợ em là nói chuyện em lúc bực bội á gì thì mình phải tiết chế lại. Chứ vợ em quạo lên là ai cũng sực hết á. Em thì cũng nóng trong lúc xỉn thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ để chị nói một cái chi tiết này thôi không biết có đúng hay không. Dạ. Một số những người xỉn họ có nhiều trạng thái lắm. Dạ. Có những bạn á, xỉn xong là chỉ có cười thôi. Có những bạn xỉn xong là chỉ có khóc thôi. Dạ. Khóc. Và có những người á, khi mà họ xỉn á, thì họ là đúng là một con người khác. Dạ. Thì á, những cái người mà sau khi xỉn họ là trở thành một con người khác thì trong cuộc sống bình thường của họ, họ bị rất nhiều áp lực và họ phải ức chế rất nhiều. Dạ. Thì ở đây chị nói ví dụ chồng của em, cái công việc của bạn này thì không biết bạn làm chức vụ gì chị không biết nha. Nhưng mà cái áp lực của bạn trong cái nơi làm việc rất nhiều. Dạ đúng rồi chị. Nhiều lắm. Rồi đến khi về nhà thì vì sao? Vì thương vợ, thương con. Có những điều nhiều khi em nóng sảng lên. Dạ. Em nóng lên nhưng mà chồng em vẫn phải nhịn. Dạ đúng rồi. Nhịn em hiểu chưa? Dạ. Nhịn quá nhiều, trong nhà ngoài phố nhịn hết. Chỉ đến khi mà bạn xỉn lên bạn mới có thể bộc lộ được tất cả những cái điều bạn bị đè nén. Dạ. Em hình dung không? Dạ. Thành ra đúng không cưng? Cưng? Dạ đúng rồi. Bé? Đúng không bé? Thì thành ra bây giờ vậy, em muốn chồng em không xỉn thì cũng giống như ước mong của chồng em á, cái mong muốn chồng em là đừng nóng tính nữa thì em đỡ được một cái áp lực ở nhà cho ảnh. Dạ. Thì khi nhậu vô ảnh sẽ giảm được 50%, chỉ còn cái ở bên ngoài thôi. Dạ. Còn bên ngoài thì bắt buộc phải chịu rồi. Cặp vợ chồng này quá dễ thương rồi. Thôi xin chúc hai em mỗi người bớt miếng dạ, để mà hạnh phúc mãi mãi với nhau. Dạ. Thì cảm ơn hai em. Ok.